Chị Hugo ơi, cho em hỏi em cạn kiểu này, ké kiểu này có ra được không ạ? Có mà ra cái con chó của em cứ chuẩn bị ăn cơm uống rượu đi đêm gần sáng rồi sẽ ra làm cái nghề tàu thuyền này không vội được đâu em. Em cứ ăn cơm uống rượu nghỉ ngơi nếu lều lều đi 4-5 giờ sáng rồi sẽ ra em yên tâm. Nếu mà không ra được thì điện cho chị điện Hoa Nam xuống, người tốt như em không ai bỏ quên em đâu, chỉ có các bác tài không đăng ký ủng hộ em thôi. Chúc em thuận buồm xuôi gió.